Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học bài của ngày 9 tháng 10 năm 2024 với đề tài đó là Trong cài sự sống đời đời. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con cúi đầu kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời kính yêu chúng con. Tặng Chúa về đây chúng con học bài của ngày hôm nay. Xin Chúa ở cùng chúng con. Xin Chúa ban ơn trên hết thảy chúng con. Xin ban phước cho cô chú anh chị em con. Xin cho chúng con hiểu lời của Chúa. Chúng con tặng Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần kinh thánh của chúng ta nằm ở trong tiếp đoạn 1, câu 1 và câu 2. Ta, Paulo, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật là sự sanh lòng nhân đức. Trong cài sự sống đời đời là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng xem phần bài học ở trên trang web của Hội Thánh Tinh Lành Việt Nam. Câu ghi nhớ là câu 2. Trong cậy sự sống đời đời là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. câu hỏi suy si ẩm. Sự sống đời đời siêu độ nói đến dựa trên nền tảng nào? Làm thế nào để nhận được sự sống đời đời? Chúng ta sẽ sống và phục vụ như thế nào khi trong cậy sự sống đời đời Chúa hứa bạc. Sư đồ Phaolô nhận lãnh sứ mạng từ Đức Chúa Trời để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật là sự sanh lòng nhân đức trong cậy sự sống đời đời. Câu 1 và câu 2. Sự sống đời đời là sự sống của Đức Chúa Trời hằng hữu đấng đang hiện diện trong những người được Chúa chọn. Đó là sự sống ngay bây giờ trên đất này. Khi một người tin nhận Chúa để Ngài bước vào tấm lòng mà sẽ được ở cùng Chúa luôn luôn. Khi Ngài trở lại ở trong Thessalonica nhất đoạn 4 câu 17. Sự sống đời đời, người tin Chúa trong cậy dựa trên nền tảng lời hứa của Đức Chúa Trời chân thật, đấng không nói dối, đã hứa về một cuộc sống vĩnh cửu. Đó không phải là một ao ước mơ hồ mà là một cái trong cậy chắc chắn. Sứ đồ Phaolô ngày trước và con dân Chúa ngày nay có trách nhiệm rao sự sống đời đời cho nhiều người để họ nhận được khi tin nhận Chúa Giêsu như trong văn đoạn 3016. Sự sống đời đời sẽ vô giá trị nếu người nghe và tiếp nhận như là tiếp nhận kiến thức khoa học hoặc là tâm lý học. Nhưng chỉ có giá trị cứu được linh hồn với những người được Đức Chúa Trời chọn lựa là người đáp ứng với hút âm của Đức Chúa Giêsu Christ bằng đức tin và sống cuộc đời thay đổi với những điều phù hợp với lòng tin kính. Mỗi chúng ta cần nhìn lại đức tin của chính mình. Có không ít người được sinh ra trong gia đình Cơ Đốc, nhưng chỉ nghe và nhận phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ như tiếp nhận một cái kiến thức tôn giáo chứ không phải tiếp nhận Chúa bằng đức tin. Không sống và làm theo lời Chúa dạy. Đối với những ai tin Chúa như vậy, cụm từ sự sống đời đời sẽ chỉ là một ước muốn viễn vông. Dù người ấy đang ở trong nhà Đức Chúa Trời nhưng vẫn chưa nhận được sự sống đời đời vì không có đức tin, không có sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống. Hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Đó là Hebrew động 4 câu 1 có chép như vậy. Niềm tin đúng đắn về sự sống đời đời Chúa ban sẽ giúp cho người tin nhận Chúa sống thánh khiết, phù hợp với lòng tin kính để xứng nghiệp với sự sống vĩnh cửu ngày sau. Cuộc sống người ấy sẽ không còn chăm những sự thấy được, không còn đặt trọng tâm thâu trữ cho mình ở trên đất là nơi chỉ có cuộc sống hữu hạn. Mà hướng về sự sống đời đời sẽ khích lệ chúng ta hết lòng hầu việc Chúa, và đó cũng chính là sức mạnh để chúng ta cứ trung tín phục vụ ngài dù phải đối diện với thử thách gian nan Có hỏi gợi ý để chúng ta có bài học thêm đó là bạn làm gì để nhận được sự sống đời đời đức chúa trời chân thật đã hứa là nhớ khi học à, chứng đạo sâu rộng à, cái câu à, người ta hỏi để là à, bạn có biết chắc mình đã có sự sống đời đời hay chưa Nha, yeah. hôm nay thì đang học đến sự sống đời đời là muốn hỏi cô chú anh chị em câu đó cô chú anh chị em có biết chắc mình đã có được sự sống đời đời chưa có nhiều người theo chúa lâu năm rồi nhưng mà hỏi câu này vẫn nói rằng làm sao biết được cái đó phải đợi về sau này gặp chúa rồi chúa xét đón mới biết được nhưng mà có người thì cảm ơn chúa nhận thức rằng mình có được sự sống đời đời Cô chú anh chị em ơi, chúng ta nếu nếu chúng ta là người tin Chúa thật, có nghĩa là chúng ta quỳ gói tin Chúa ở trong lòng và miệng sinh ra qua cái lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa của chúng ta. Tiếp nhận cái sự chết của Chúa trên thập kỷ giá đổ huyết ra để chuộc tội cho chúng ta. Và Chúa đã sống lại để đem chúng ta đến sự sống đời đời hay là ban sự sống đời đời cho chúng ta. Như vậy thì khi cô chú anh chị em tiếp nhận Chúa Giêsu làm cô chú của mình thật lòng thì tội lỗi của chúng ta đã được Đức Chúa Trời tha thứ và chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được sự sống đời đời đó của chúng chị em. Vấn đề là cô chúng chị em mình giữ cái sự sống đời đời đó qua cái sự giữ đức tin của chúng ta cho đến trọn cuộc đời này hay không? Bởi vì nếu giữa chừng mà chúng ta bội đạo, chúng ta chối bỏ đức tin mà chúng ta không ăn năn, chúng ta sẽ mất sự cứu rỗi hay là mất sự sống đời đời là vì cớ mình không còn tiếp tục tin Chúa nữa chứ không phải có nhiều cái đạo giáo đó, đạo lý nghĩa là hai cái cái tài giáo đó nói rằng tin Chúa một lần thôi cầu nguyện rồi sau đó sống sống được đó. phạm tội thì sao Chúa cũng tha hết á bởi vì giống như là có cái vé rồi đó không phải có chuyên nghiệp Chúa đâu có, có, có Chúa vẫn công bình chứ không thể nào mà chấp nhận tội lỗi hết mà khi chúng ta đã tin Chúa rồi chúng ta giống như là con heo đã được tắm sạch lại lăn vào bụng bùn con chó nó ăn nó lại mửa, mửa ra rồi nó lại ăn vào trở lại thì nó vô cùng là bất khiết không ăn năn thì không thể nào chúa tha thứ được và như vậy thì vì có tội lỗi của người đó đã ngăn cách họ với đức chúa trời kinh thánh nó rất là rõ cho nên chúng ta có được sự sống đời đời hay chưa là do chúng ta có cầu nguyện tiếp nhận chúa thật hay chưa và rồi chúng ta giữ cái sự sống đời đời đó bằng cách là chúng ta giữ đức tin của mình. Ai đang đứng hay giữ mình kiểu ngã đó. Và hãy ăn năn đó. Vì sao? Vì ai ăn năn đến xưng tội mình thì Chúa là thành tín của mình tha thứ tội chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Phải ăn năn. Phải xưng tội. Xin Chúa tha thứ. Và như vậy thì mình có sự sống đời đời. Một điều nữa đó là quyền phép của tính lành. Cảm ơn Chúa khi lại học với một sự trò quốc thiện về lời bài công vụ cái sứ đội mới thấy được một điều. Đó là chúng ta đi ra làm chứng nhân cho Chúa ở trong quyền pháp của Chúa. Sự ban cho của Chúa chứ không phải bằng sức riêng, không phải bằng công sức của mình. Và chúng ta sẽ bày tỏ tình yêu của Chúa hay phúc âm của Chúa cho những người xung quanh và đồng thời chúng ta phải có sự hiểu biết sự khôn ngoan và sự ở cùng của Chúa Thánh Linh để trả lời những câu hỏi của họ trong cậy sự sống đời đời có nghĩa là trong cậy vào cái vị cái, cái, cái địa vị của mình Đã được Chúa tha thứ rồi Con là con của Chúa rồi Cho nên con có những đặc quyền Của một con cái của Chúa Được cầu nguyện của Chúa Được tương giao với Chúa Được sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh Được hiểu lời của Chúa oh, Cộng phần của chúng ta là gì cái, cái, cái hành động của chúng ta là gì Là ăn năng tội Từ bỏ Xin Chúa tha thứ Và đến với Chúa, sống cho Chúa, giữ đức tin của mình. À, hãy trông cậy vào sự sống đời đời mà chúng ta đã có của chúng em. Mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta rồi và Chúa đã ban cho chúng ta rồi. Ngay khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu làm của Chúa của mình, Chúa đã tha thứ và ban chúng ta sự sống này đời. Vậy thì hãy cậy vào cái điều mà chúng ta đã có, đã nhận lãnh đó để đi ra và nếu đừng, được, được có ai đã được Chúa tha thứ rồi mà cứ mặc cảm với tội lỗi là không dám lắm dám làm gì hết chúng ta nhớ khi chúng ta ăn năn tội chúng ta đã được Chúa tha thứ rồi chúng ta hãy bước đi như một người tử tội được tha thứ như một người đã từng ở tù nhưng mà đã được ra khỏi tù bởi sự tha thứ của Chúa và rồi sao dù có kẻ ác kẻ gian sa tăng nó đến nó kiện cáo thì không vì Chúa Giêsu đã chịu chết nhập tự giá cho tôi rồi và tôi đã tiếp nhận Chúa làm cứu chú của tôi rồi. Cho nên Đức Chúa Trời tha thứ cho tôi rồi. Và giờ đây tôi cậy nơi quyền phép của sự sống đời đời. Cậy nơi sự sống đời đời mà tôi đang có quyền phép của tính lành. Quyền năng cứu chùa của Chúa. Sự đắc thắng Chúa Giêsu đã có. Đây là tôi bước đi ở trong Ngài. Nhớ điều đó của chúng em. Vậy hãy bước đi và hãy làm công việc của Chúa. Bạn làm gì để nhận được sự sống đời đời của Đức Chúa Trời chân thật đã hứa đó là chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu làm cái Chúa của mình thật của chúng em và biết chắc mình có điều đó bởi Chúa Thánh Linh đang ở trong chúng ta và ấn chứng cho chúng ta. Đây là lời ấy cầu nguyện của bài học này Chúa xin giúp con tiếp nhận phúc âm cứu rỗi của Ngài bằng đức tin. Xin Chúa hiện diện chiếm hữu và dẫn dắt mọi điều trong cuộc đời con, hầu cho con hưởng được sự sống đời đời Chúa ban. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Hãy biết chắc mình có được sự sống đời đời. Hãy biết chắc Chúa đã tha thứ cho mình khi mình ăn năn thật. Và hãy ngẩn mặt lên Bước đi ở trong nắng quyền của Chúa Để chúng ta hầu việc Chúa Hãy cậy vào sự sống đời đời Mà Chúa ban cho chúng ta Và biết chắc điều đó Để giữ đức tin của mình Đến cuối đời của chúng ta Đến trọn cuộc đời của chúng ta Đến khi chúng ta gặp Chúa Chúng ta vẫn tiếp tục Ở trong sự nghiệp của Chúa Ta ngài Xin mọi người chúng ta đến Chúa trong sự cầu nguyện là Chúa giáo quý chúng con, con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Bởi hôm nay Chúa đã cho chúng con nhắc lại chúng con và khẳng định với chúng con là chúng con đã có được sự sống đời đời. Ôi cảm ơn Chúa vì ngài đã hứa và ngài ban cho chúng con khi chúng con cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu làm Cứu Chúa của chúng con một cách thật lòng. Xin giúp cho, cho chúng con ở trong cuộc sống này để chúng con giữ vững được đức tin của mình. Vì ngoài Chúa chúng con không làm được gì hết. Xin giúp chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Yeah, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lời bài học này. Xin Chúa ở cùng ban phước chúng ta phải bước đi, bước đi, hãy cậy vào sự sống đời đời, hãy chống cậy vào sự sống đời đời mà Chúa ban chúng ta. Amen.